Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì hổng gài vô mùa mưa rồi nè, nên anh em đặt cửa câu nhắc cá cắm cá lóc này với cắm lươn cắm cò. Thì mấy mẫu này nhiều lắm. Thì hiện tại bên em bán hai dòng nghe nè, dòng móng heo và dòng dòng rùa ha. Thì dòng móng heo á, là cái đuôi nó là đập dẹp ngoái lại, cái đuôi bẻ ngoái lại nghe nè, mấy vòng tròn ha. Còn cái mẫu rùa này thì cái đuôi đập dẹp có cái ngạnh nghe nè, để mình dễ tóm. Thì bên em lưỡi câu bên em thì làm bằng thép đen nha nè, thép đen loại thép không gỉ nha. Thì thép đen không gỉ nha nè. Thì một bịch trên tay em đang cầm như đây, đây là một bịch gì, đây là 100 lưỡi nha nè. Hiện tại thì em đang bán giá là 60. Thì anh em cần mẫu rùa hay là mẫu móng heo gì thì alo em nha nè. Thì em giao hàng toàn quốc, số điện thoại em để trên tiêu đề. Thì anh em điền số đó hoặc là mình có thể qua bên hàng Shopee, Lazada, TikTok mua nha nè. Thì anh em gõ bên kênh trang của em là kênh Bảy Thép thì nó sẽ nổi lên nhiều mặt hàng lắm, nhiều mẫu lắm. Thì mình lựa nghe nè. Thì hoặc là anh em điện em trực tiếp đi, em sẽ gửi mẫu cho anh em bên Zalo anh em coi nghe nè. Cái này là thép đen không gỉ nha. Thì nó có 10 số nghe anh em, từ số 1 cho số 5 thì nó nhỏ lắm, thì mình câu cái gô có sặc. Còn mà từ số 6 nè, số 6 tới số 10 thì mình có thể cắm lươn, cắm cò, cắm ếch ha. Thì bán đồng giá là 60.000 một bịch 100 lưỡi nha nè. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là cái mẫu lưỡi câu nhấp cá lóc ha. Lưỡi câu nhấp cá lóc này á, lưỡi câu là làm nhà nghe nè, làm nhà ha. Thép là thép xịn nghe nè. Đây nó làm lại em cá. Thì lưỡi câu á anh em, thì cái lưỡi câu nhấp cá lóc này bên em làm kỹ lắm. Làm kỹ lắm nghe nè. Cái nồng điện bên em xe kỹ lắm nghe nè. Thì khi mà anh em xài thời gian anh em yên tâm, nó không có sợ chạy tới lui loại cũng thép cá nhát nha nè. Thì mũi ngạnh nè, vua kỹ lắm nha nè, bên em canh từ đi từ tí luôn ha. Mũi ngạnh cực kỳ thông, chứ nó không có phải mà quẹo qua quẹo lại hoặc là cái ngạnh thù luôn nha nè. Thì lưỡi câu thì em làm theo khuôn, khuôn chuẩn lắm nha nè. Thì làm theo kích cỡ ha. Thì cái mẫu này là cái mẫu số 3 ha, số 3 ha nè. Thì mẫu loại gì đây thì nó có dòng nồng điện và nồng cỏ, có hai dòng. Thì em để đồng giá nhau luôn nghe nè. Này khi cá cắn rồi sóc như này nè. Vậy nữa là siết nha nè, con số 3 nha. Thì em bẻ là cũng chung loại thép, thì em mỗi clip em cũng có điều giới thiệu là thép chung nó chân nha nè. Thì thép lớn, thép nhỏ. Thì như cộng 2 ly 2, 2 ly 4 thì mình kéo cá 2 kg, còn cộng 2 ly 8 này thì mình kéo cá. Thì mình kéo cá từ 2 kg đổ lên nha nè. Cộng 2 ly 8 vừa lắm. Vừa lắm nghe nè. Con mẫu số 3 nha nè. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa ha. Còn mẫu Thái nè. Thái nha nè. Mẫu đuôi liền nha nè. Với câu này là mẫu đuôi liền ha. Thép là thép xịn nên lập dẹp. Lập dẹp gọn khoan lỗ nông ra nha nè. Cứ câu làm lâu lắm. Thì lưỡi câu làm nhà anh em, nên lỗi không bỏ liền, nó không có giữ lại. Cái mũ này giá, cái hàng lưỡi câu này hàng giá trị nha nè, xịn ha. Một Thái nha nè. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm mẫu nữa nha nè. Đây, mẫu này mẫu mày ốc nha, mẫu này nhạy lắm, cực kỳ luôn. Mẫu này nhiều anh em xài mẫu này lắm nha nè. Cái mẫu này cá nó cắn này sốc luôn nha nè. Mẫu này mẫu mày ốc nha, nhảy cực kỳ luôn nha nè. Mẫu mày ốc anh em thì anh em khỏi phải nói nhảy lắm, mày ốc nha nè. Nhiều anh em xài mẫu này lắm nè. Anh em còn mấy nhấp mấy cá lớn cá gừng nè, thích lắm. Cộng 2 ly 2 hiện tại em đang bán giá 200 nha nè. Còn cộng 2 ly 4, 28 em bán giá là 250, không bao phí nha nè. Thì anh em nhận hàng được kiểm tra hàng. Rồi một lần nữa em cảm ơn mấy anh em nhiều lâu nay ủng hộ em nha anh em. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.